Bring the dust on thy wounded chin, out of compassion, for the sake of this assembly and the living beings, return the wonderful Dhamma will to teach us how to live suffering, and gently and well and that, and quickly remember. Cung kính đại đấng tăng thân vì thứ ba hồi cảm nhận nghĩa chung sanh tình chuyển giao pháp luân giáo đạo như há liêu sanh tư ly khổ đàng lâm tông chứng vô sanh cung kính đại đức tăng thân vì thứ ba hồi cảm nhận nghĩa chung sanh tình chuyển diệu pháp luân giáo đạo như há liêu sanh tư ly khổ đạt lạc trong chứng vô sanh. Typically the request here has to be done three times, traditionally done twice, because we skip one. So this is probably any more humanity is divided, like a cloud skipping. So typically when you make a Dhamma request, mình pháp mình đọc hai lần thì ra mình đọc ba lần tiện lên đọc ba lần tiếp tiếp nhau thì sao hai lần được nếu có bị lên tới ba lần sao mất gì được thì nếu có bị xuất tịnh pháp nhớ mà tiến ba lần ba lần. Amit the blessed, noble and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Ola Hodi Samyao Samputo Sye. Nam mô Sananto Suche Ola Hodi Samyao Samputo Sye. Nam mô Tathagata Toya Yara Ara Ade Tamyao Sambodha Toha. Nam mô Tathagata Toya Daya Ara Ade Tamyao Sambodha Toha. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful Dhamma. A 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come one's true and actual meaning. O Shang 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 Wei Yao Hua Bai Xian Wan Jin An Chao Yin 我今见闻得受持 Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. O Buddhas and Bodhisattvas, restore Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, O Guru Advisors, Amitofo. Amitofo. Tufo, Tufo Pusa, Kisan Pusa, Shenhua Lao Hesa, Go away, Bhikshuni, Go away, Go away, San Tusu, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, chư Địa Tạng Bồ Tát, đưa hòa thượng tiến hóa, đưa quý sĩ cô, đưa quý vị thiền tri thức, mọi người. Lots of languages. Open this. Five forty-one, 541.
To slanderers, he speaks of the retribution of a tongueless and cankerous mouth. To the angry and hateful, he speaks of being ugly and crippled. To the stingy, he speaks of frustrated desires. To gluttons, he speaks of the retribution of hunger, thirst, and sickness of the throat. To those who enjoy hunting, he speaks of the retribution of frightening insanity and disastrous fate. To those who rebel against their parents, okay, anyone has a joke? Takes the time to reset, to cool down. Just have to wait a little bit and then maybe stop. No, turn it off again. It's not off. So it's not, no, it's on actually. The light is on. Yeah. Okay. There you go. Thank you. I don't think it's on yet. Is it? Yeah, the red is off. So it has to be green or something like that. Yeah, it has to be green. Yeah. Yeah, it's a good thing. Okay, the girls and the boys are here, so now we can begin. Yeah. Again, to slanderers he speaks of retribution of a tongueless and cankerous mouth. To the angry and hateful he speaks of being ugly and crippled. To the stingy he speaks of frustrated desires. To gluttons he speaks of retribution, hunger, thirst, and sicknesses of the throat. To those who enjoy hunting he speaks of retribution of frightening insanity and disastrous fate. To those who rebel against their parents, he speaks of retribution of being killed in natural disasters. To those who set fire to mountains and forests, he speaks of retribution of seeking to commit suicide and confusion of insanity. Gặp người bị bán thì nói về quả báo không lưỡi hoặc lỡ miệng. Gặp người sân khuế huế thì nói về quả báo xấu xí tàn tật. Gặp người keo lẫn thì nói về quả báo sở cầu hay trái ý. Gặp người ăn uống vô đồ thì nói về quả báo đói khát và bệnh khổ. Gặp người săn bắn tha hồ thì nói về quả báo kinh hãi điên cuồng mà mất mạng. Gặp người phản nghịch cha mẹ thì nói về quả báo trời đất giết chết bằng tai nạn. Gặp người thiêu đốt núi rừng thì nói về quả báo cuồng sản mà tự lấy cái chết. The sutra explains more about the kind of retributions that we create through our karmic actions. Kinh giảng thì mình biết là thấy cái những quả báo do những nghiệp mình tạo ra trong cuộc đời.
So they speak of the slanderers, những người hủy báng trợ, những người thị báng ấy, thì they usually slander the good people, especially when you slander the good people, and the worthy and the wise ones. Cái kẹt là cái thị báng ấy, là khi mình thị báng ấy, là người xấu thì không sao, mình thị báng người tốt là cái thiện vậy đó. Cái thị báng là kỳ nhất là thị báng người thánh nhân, người hiền nhân đó. Cái thị báng cái người đó cái tội nó nặng dữ sợ. In addition, when you in the sutra it says that when you slander the Dharma, this one of the most heavy offense you can create. Nhất là kinh nói rằng khi mà mình phỉ báng pháp là cái tội đó cực kỳ nặng. Okay. Even if you just slander one gatha, ngay mình chỉ nói chỉ bán một cái pháp cú thôi, một pháp cú là một bốn câu, bốn câu kệ đó. You will fall to the hell. You will not see the Buddha. You will have no eyes and tongue. And then you have to be extremely careful. Ngay mình chỉ bán một cái pháp cú thôi là mình tạo cái nhân để đọa cái gì vậy? Mình sẽ không được gặp Phật và mình sẽ không có mắt, thì làm không có mắt và không có lưỡi, cái quả báo đó thành phải cẩn thận nha. Cái gì thì bán phát cái dễ dàng vậy, sợ người cái tội nó sẽ nặng như vậy. People don't realize that slandering the Dharma extremely has extremely very bad consequences. And I can assure you, before I became I went to Buddhism, I was slandering the Dharma and the Buddha and the Sangha. It's not a big deal to me back then. Okay, so I need to repent for that those offenses. Thật ra thì trước khi mà tôi biết Phật pháp ấy, thì cái chuyện mà cái niềm mình nó sẵn là mình cứ thị bán Phật, thị bán pháp, thị bán tăng là chuyện tự nhiên đó. Thành ra cái tội tôi tạo cũng nặng dễ sợ. Ngày hôm nay xin trước mắt cái gì để mà sám hối. Number 545. To the hateful, he speaks of the retribution of being ugly and crippled. Làm người giận dữ thì nói về quả khổ xấu xí lại tàn tật. People who are prone to anger, they lose their temper easily. Let's see. Look at some people in the audience. See if I recognize some of them. Những người mà dễ nổi giận lắm, có cái tính nóng dễ sợ lắm. Được, tôi nhìn qua tự nhận ra mặt người nào không. Okay. People don't realize it, but when they indulge in anger, they plant the seed for becoming ugly in future lifetimes. Người ta biết rằng cái lý do mà mình có cái ngày hôm nay mình xấu xí là tại kiếp trước mình thích giận dữ, tính mình nóng dễ sợ. Okay. Khi mình tới cái quả làm người á, thì mình thường mình gặp cái ác mà mình chỉ thấy cái ác không dễ sợ, mình chỉ thấy ác không, đều nhìn thấy tội ác không, nghiệp cũng dễ sợ. So when you get the human realm, you face evil and you see evil everywhere you go. Everywhere you do. It's a horrible condition when you think about it. Look at your wife, you see evil. Your girlfriend, you see evil. And so you go ahead and you get angry and indulge yourself and you become repulsive. Definitely you become so ugly that no one wants to look at you. Also in the future, the other retribution is that you will be plagued by myriad illnesses. Nóng tính là sau này xấu xí dễ sợ. Tại tôi nghĩ tại sao mà mấy phụ nữ, mấy đàn bà sao nóng tính dễ sợ vậy?
What I don't get nowadays, folks, is that I don't know why the women's side, they get angry a lot more easily than the men's side. Isn't that true? Yes, okay. Yeah, I have. Như là cái thời buổi này bên phụ nữ quý vị dễ nóng tính, dễ nổi giận, sợ nhiều hơn, dễ giận hơn được không? Có đúng không? Chưa có thấy không? Hả? Isn't that right? It seems like you got the man figured out. Therefore you get to me. I notice the women, it's easier for women to get angry than the men. The men takes a little bit longer. Tôi để ý rằng mấy người phụ nữ dễ nổi giận hơn là ông thời buổi này. Tôi nghĩ tại sao? In my era, you know, where people are still think it's still normal. cái thời đời tôi á, lúc đó mà cái thời đó, thời buổi đó là có nam có nữ, có đàn ông có đàn bà, có trên có dưới đàng hoàng, thì nó có vẻ nó đàng hoàng. Bây giờ thời buổi này thấy đàn bà dễ nóng dễ sợ. You know, I drove around, I saw an Indian lady. Can you imagine Indian lady? Tôi lái xe đi ra ngoài đường thấy người đàn bà Ấn Độ ấy chứ. You know, tại vì you know when I was growing up, when I going to college, I had an Indian friend. I went to his house, and his mother, this huge, enormous lady who does nothing but cook and eat all day. Thời tôi đi học đại học á, tôi có người bạn người Ấn Độ tới nhà cậu để chơi á, thì có người mẹ đó to như thùng tô đôi à. Có ngày bà không làm gì, bà chỉ nấu thôi, nấu cái ăn. Tới mà thấy bà đang nấu, bà ở nhà một thùng lùi, chân nó phồng rai, như người chơi football. And so I had this image. Oh, excuse me, but that's true. Okay, I'm not bad mouthing anyone. I'm telling you the truth. Don't think I'm bad mouthing anyone, okay? Because that's the true thing. Because I saw a lot of Indian women who are like that. So I have this image of these Indian women are very suave, sweet, and gentle because of my connection from my Indian friends. So I told them to make back. 就是说他那个时候对那个印度的印象是非常好的，印象很好。印度的女生，印度人的印象。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 印度人
hết. Chúng mày thấy mặt bà nhắn. So I have this image of Indian ladies as real gentle and sweet and polite and so on. One day, already a few years ago, I drove in on the street. I saw Indian lady being cut off at intersection by someone. You know, a young Indian lady, but even younger than my age, about 10 years younger, and she was going like this. Cách đây vài năm, tôi đã thấy một ngày, tôi đã thấy một người đàn ông Ấn Độ, một người đàn ông Ấn Độ, người bị lái xe mà bị xe, bị người ta lấn đường, bị người ta lái xe mà bị xe, bị người ta lấn đường, bị người ta lái xe mà bị xe, bị người ta lấn đường, bị người ta lái xe mà bị xe, bị người ta lấn đường, bị người ta lái xe mà bị xe, bị người ta lấn đường, bị người ta lái xe. 就是他就非常的非常的很多人young men are easily angry a lot easier than the young men nowadays young men are wimpy and young women are angry所以他发现现在那个年轻的这个女子比男子更容易更易怒 khách quan sư cô khách quan được ít lắm giận là giận nhưng ngầm thôi chứ không dám lộ ra đáng là tôi cũng là không ai cũng giận nha tôi nói là cái giận giận lộ ra tôi cứ sợ còn giận ngầm tôi cũng sợ giận nhưng tôi không lỡ được theo nhăn mặt của tôi sợ tôi chạy. Mỹ
She says that from an observation from Vietnam, in Vietnam, women don't get angry. They don't manifest their anger that often. But here in this country, it's different because there is a preference for women, and then they also have the pressure at work. And so. I don't know about that. 他说他的印象中在越南，他说在越南这个女生比较不会容易生气。Women so quiet when it comes to women topics. 因为可是在美国的话，他们因为要工作啊，所以对，脾气就来。对。Yeah, they say that super women are good looking. You know that? Thì bị biết không? Người ta nói á, người ta nói là nóng tính mà còn ghen luôn dễ sợ. Ai ghen? Ai không ghen? See, they all jealous. Phi thường. Hả? Okay, well, moving on. 我不晓得那是什么。546. Steam. 然后他说阿修罗脾气。阿修罗。阿修罗也算是那个恶趣之一吧。恶趣意思就是说，除了第一个畜生之外，对，阿修罗算。阿修罗在人到畜生道都有。哦，嗯。被三毛给玩翻了。老虎是吗？是吗？脾气暴躁。对。就很多脾气暴躁的人都是阿修罗。There's certain dharma. A lot of people go like this. So, I mean, oh, I'm so sorry. That doesn't count as repentance, folks. There's a certain repentance dharma in Mahayana that go through to erase those problems. Stingy people. 然后再就是这个钱吝很吝啬的人。When you're stingy, you're not going to get what you want. 骄冷的改门够，你如果很吝啬的话，你就没有办法得到你想要的。In particular, pay attention to this. This is what the Buddhist teaching is. Bên Phật giáo, tôi nhắc tới chuyện này. 最主要的就是在讲说这个。If you have wealth and then you do not give, be very careful about it. 你很富有，但是你不愿意布施，不愿意施舍。Okay, 大海的意。để ý chuyện này, you're wealthy but you don't love your family, có giàu có của cải mà không thương gia đình, you do not give to the poor and the destitute, 有富有但是你不爱你的家庭，或者是你不给这个贫穷的人。You don't give and serve the shramanas and cultivators, 从个菩提啊，说你或者是不帮助这些修行的人。You don't give to beggars, children and the sick.或者给这些乞丐啊、小孩子啊，还有生病的人。trẻ em và những người bệnh. You don't dare eat your fill. You have inadequate clothing. không dám ăn no quá, không dám mặc đồ sang trọng quá. The servants, when you have servants, you constantly scold them. You're very stingy with them. And you shame them into not daring to ask for anything. 如果你有那些仆人啊，你一天到晚就骂他们。你别个。或者是不愿意，就是虐待他们，捏给他，muốn xỉn người ta và làm người ta hổ thẹn để không dám xin mình cái gì hết. When you get the human realm, khi mà tới làm người lại, thì you become very poor and destitute, nghèo, bần cùng dễ sợ. You endure cold and hunger. 当你在转世成人的时候，你会变得很穷，sẽ bị chịu cái khổ của cái lạnh, cái khổ của cái đói. 变得贫穷。Okay. 然后必须要忍受这个寒冷跟饥渴。Okay. You have to learn to be generous. You don't have to be wealthy. You have to learn to practice giving. Because when you give, that's how you get richer.
quý vị phải nhớ rằng và ngày nay mình chỉ nói kinh về kinh những kho báo nó xấu thì thiệt ra quý vị biết không, mình cũng phải cần giàu có mới là phải bố thí, mình phải biết tập cái bố thí, mình cần giàu lúc nào mình tập bố thí, cái đó quan trọng nhất. Tại một khi mình bố thí là cái đó cái phước đức mình tăng thêm, ngày sau mình giàu nhờ cái bố thí. Okay. Thành cái đó phải là cái thói quen của mình, chứ đừng có nghĩ mình cần giàu bố thí, cái đó là quan niệm rất là sai. There is a misconception out there that you can't practice giving until you're rich. I advocate that people can practice giving. 错误的观念说你不可以布施，就是你一定要有钱或者是你富有，你才可以布施。那这是错误的观念。 So what happens when you poor? How do you practice giving? 所以他问说，那你很穷的话，你怎么布施？布施有没有？ Who said you have to give material things to practice giving? Bố thí đâu có nghĩa là mình phải cho cái gì của cải đâu. For example, one of the things that I find deplorable in the when I go to Vietnamese temples is that, keep on harping about this, is that people go to the temple, they don't bow to the Buddhas. Cái mà tôi thấy mà đáng tiếc nhất là tôi tới mấy chùa Việt Nam, mấy chùa Hòa Thượng, mấy thần tòa, tôi tới mấy chỗ đó giảng kinh. Cái mà tôi mà thấy mà rầu nhất là tôi thấy Phật tử tới không ai vào Phật điện lại Phật. Trước khi đi về cũng không lại Phật, trước khi đi về nữa. Same thing before they leave, they don't even bow to the Buddha before they leave. Okay, they don't realize right there. Không biết rằng á, cái mình lại Phật đó, mình cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát. Ngay ở đó, đâu cần phải đem đồ ăn tới cái cây đó là tiền bạc. Khi vì vào đây vào chùa lại Phật đó là cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường lớn không thể tưởng. People don't realize that the simple fact of bowing to the Buddha in the Buddha hall is a big form of offering. You don't need to give money, you don't need to give food, you don't need to give anything. Just go and bow to the Buddha. That's one of the biggest offerings you can make. No tốn tiền, you know. Đáng tiếc tôi thấy là mấy chùa mấy thầy mấy cô là bây giờ thấy mấy quý vị tới chùa mà không nhắc không dạy cái pháp nữa thì tôi thấy tiếc quá. Tới chùa mấy cái chuyện mà cái lời lọc đầu tiên hết là vào lại Phật là thấy mình tới là đáng công đáng thì giờ mình tới. And you know, if you're taught to go and bow to the Buddha, to Buddhas, as soon as you step foot in the temple, that is worth your trip, trust me. Your expense, your gas expense, the time you invest into driving to the temple and miscellaneous expenses far outweighs the benefits of all those expenses. Okay? You practice, you give what you have. Mình bố thí cái gì mình có. You don't have to give something you don't have. You can't have. You can't give something you don't have. Đừng có bố thí gì mà không có. Đừng có nợ rồi bố thí không nên làm á. Okay, any other questions? Yeah. Đốt cần phải đốt nhang đâu. Lại cũng được. Đốt nhang cũng được. She asked, so can you bow to the Buddhas and still have blessings even though you don't offer incense? You don't need to offer any incense to obtain blessings. Okay, again, and what those misconceptions again. Cái đó là mấy cái quan niệm sai lầm nữa mà không biết đó. Đâu phải cúng hương mình mới có phước đâu. Bên A Đông như bên Hồng Kông như hạn, mấy chùa Hồng Kông tới là ai cũng đốt ba hương xong rồi đốt xong rồi thảy xuống xong không chạy. Ở đó như vậy vậy. See the Hong Kong people that have it, they go to the temple and the purpose of going to the temple is that they can burn some incenses. Let's plug it in the sensor and then leave, and they know it's worth it.
Yeah, that's what they understand as tremendous blessings. But they don't realize that there's really no need to offer incenses. Okay? You don't need to offer incenses. For example, you have at home, you have some flowers. You can bring those flowers to the temple and offer it. Okay? Dạ như ở nhà mình có hoa, mình cắt hoa, mình đem hoa tới mình cúng cho chùa, cũng có phước như vậy. Đâu cần phải tốn tiền đi mua hương, mua nọ, nên nọ lắm. Mình có thể cúng dường bất cứ gì mình có, đang cúng dường được, đều có phước. Okay. Any other questions? Okay. 547 gluttons. Mấy người ăn uống vô độ. They eat and drink non-stop. Okay. Totally uncontrolled. No regulation, moderation. Những người ăn uống vô độ là không có kiềm chế được cái sự ăn uống của mình. Có ai bị cái hoàn cảnh này không? Giơ tay tôi coi. Là thiệt đi. À, biết mà. Là nhột mà. Cái chỗ này cho nhột có nhiều người lắm. Tôi cũng giơ tay thấy không? Cùng bà ăn nó nhập. Mà ăn nó nhập. Mà ăn nó nhập mình, quý vị có biết không? Dễ sợ lắm. Không chơi rồi. Nghe đấy. Thì the glutton goes possesses us and urges us to go eat something, drink something. Have I had that? Urge to do something like that. Thèm ăn. Ba bì nó. Hả? À, cái đó là bị tấn công. Cái này chuyện thông thường, cái ý tưởng. Rất thông thường. Bị nhiều lắm nha. Cái gì ra ngoài gặp mấy người bị da trắng như hạn là họ nghĩ một cái là ra mua một cái chè kẹo Starburst, kẹo sô-cô-la, ngồi nhai ngủ đi. Dễ sợ lắm. Tôi nói cái gì, cái này mà mình thấy cái bình nó dễ sợ lắm. Tại vì tôi có người em tôi, em trai tôi có cái vợ cũ của nó, vợ nó ly dị rồi đó, người da trắng. Mà nghe nó nói mùa năm tới thấy bà mập lên khoảng chừng 10 pound. Sao bây giờ? Tới nhà bà, tụi nó xấu người ta nữa rồi. Tới nhà bà, nó kể lại. Trước khi đi chơi, đi về nhà, đi chơi xong về nhà thì ghé ngang cái 7-Eleven mua một cái kẹo. Ok, kẹo sô cô la. Mà cái là sô cô la thường như người ăn mà người như mấy người tụi tôi ăn mà thường là khoảng chừng 1 đồng thôi á. Bà mua cái loại super size. Dễ sợ lắm, thấy kinh luôn á. Cái nào nó kể tôi mà chính người ăn. So my brother his divorced wife, and I'm going to badmouth her a little bit, but this is very more common you think, because and she doesn't like me and vice versa anyway. So I'm kidding. Every year my brother goes and every now and then he goes and sees her. Because they still have a daughter together. He says that every time I see her, she gains like 5 or 10 pounds. So the last time he went there and he brought them out, he took them, the ex-wife and the daughter, to this fancy Japanese restaurant because his daughter is into fancy restaurant and her boyfriend is just too damn cheap. Okay. So every time her father comes to see her, he makes sure that he brings her to a fancy restaurant. Sound familiar? Know any girls like that, huh, Tex? Sure. Yeah, we know what we're talking about, right? Yeah, it starts at young. And they do it on their old parents before they do it with their own boyfriend. And anyway. So they coming back to the restaurant. They stop by 7-Eleven. She insists on stopping by the 7-Eleven of the neighborhood. And they go in there, instead of getting those regular Starbucks size, she will get the super size, the hungry man size. And goes home, sitting on her couch. And she goes, this is right after dinner. Coming back from the restaurant, she goes,
She ate with so much gusto. And the daughter says, Mom, can I have a bite? Say, Scary. And they don't realize it. So it's beyond that. They totally lack self-control. Thấy dễ sợ lắm. À, mới cái thời buổi này, chứ con bị cái bệnh đó. Cho tới thời buổi này mới tụng gái, tại đứa con gái mà con của em trai tôi ấy. Mỗi gần gặp cha nó bắt cha nó dẫn đi mấy cái tiệm ăn mà của Nhật Bản, mắc tiền chứ sợ lắm. Mà sáng trọng thôi à. Chứ con mới dẫn chị cho con chịu ăn thử đúng không chị? Chị tới thích mấy tiệm ăn sang thôi. Tôi ăn dễ ẹt, không thích tới cái nào. Thành tôi hỏi cái ông này, ông có quen người phụ nữ nào mà có tính tình như vậy không? Ông nói, tôi khác nhiều. Nó bắt đầu từ tuổi nhỏ như vậy, nó bắt đầu nó bắt chẹt cha mẹ. Xong nó ra khỏi nhà một cái, nó bắt chẹt bồ bịch. Đâu có hiểu cái tình trạng đó đâu. Có ai biết cái tình trạng đó không? Vicky có hiểu tình trạng đó không? Yeah. Anyway, mới ăn tối xong rồi. Xong ghé ngang trước khi đi về nhà, ghé ngang cái tiệm 7-Eleven và mua cái cục kẹo sô-cô-la thường á. Cái ông này với tụi tôi mua, đàn ông tụi tôi mua một cái nữa không? Nhỏ khoảng chừng 25 cent, 35 cent, 50 cent cái thôi. Bà nào mua cái loại Super Thai về ngồi xuống một cái á, xé cái giấy ra, nhai ngủ nhục. Ngon lành quá đấy, ăn ngon, mình ngờ nó tưởng ngon quá, cái đương cái nó thèm. À, nó nói mẹ cho con cắn miếng luôn. đi mua lấy đi, tại sao hồi nãy mẹ không mua? Dễ sợ như vậy, giành giật với con trước mặt người chồng cũ nha, chứ không phải là it's a total lack of control. It happened right in front of the ex-husband. That's what it meant by totally uncontrolled. Okay. And for that, you will never be able to get your feel. Your throat will be diseased and swollen so that you are even unable to swallow water. Cái quả báo là trong tương lai mình sẽ không ăn, không đủ no. Cái cổ sẽ bị sưng, sẽ bị lở. Và có thể đến độ mà không có thể uống nước nữa. And Sutra says, obstructed throat sicknesses can kill. That's a manifestation of your in the future becoming a hungry ghost. Kinh nói là cái cổ nó bị ngàn ngàn lại á, là những cái loại bệnh đó là có thể giết người được. Thường thường những cái người mà có những cái hiện tượng như vậy trong tương lai sẽ thành quỷ đói. Thông báo trước cho mình biết á, mình đã có cái nhân để thành quỷ đói trong tương lai đó. Yes. Because you're prior conditions. Tại mình có những cái duyên trước đó. And once they một khi mà nó nhập mình rồi khó bỏ đi rồi. Okay. Once the gluttony ghost comes to your house, it stays there for a long. I know because in my house I have a gluttony ghost. It's a terrible. I walk away from the house, no problem. I go home, it's like thinking of eating this, eating that. It's crazy. Cái tụ quỷ đó, tụ ma mà nó nhập mình, tụ ma mà ham ăn mà nó nhập mình, nó tới nhà mình rồi là khó bỏ nó ở đó hỏi nó đi. Ở nhà tôi có con ma đó. Ở ra khỏi nhà thì sao? Về nhà mà cái là cứ nghĩ đồ ăn cái nào không. Kinh dễ sợ. Yes. Why should I? Ông hỏi vậy chứ, ủa thầy đuổi con ma được, ủa tại sao phải đuổi nó? Hả? Okay, now we're talking. ông hỏi xỏ tôi, ông hỏi vậy nhưng mà thầy cũng đuổi được à? Tại sao phải đuổi? Vì ngoài ngược lại ngoài vậy như thầy thích tham ăn nữa. Hỏi còn hay. Ok. So ai giúp tôi một tí được không? Anyone want to help me? Anyone want to come to my rescue? It's been a long day. Okay, I came here since 7 o'clock. Non-stop ceremony, one thing after another.
Now this this white man here who asked me a very tough question. Okay. Từ tôi tới đây từ lúc 7 giờ sáng, okay. 6 giờ rưỡi tôi tới đó rồi. Làm việc từ tới đến bây giờ là bây giờ hiệu làm việc. Bây giờ có ông da trắng đằng ngoài ông cật vấn tôi. Làm sao trả lời bây giờ? Anyone come to rescue of the Dharma Master here? Có ai muốn giúp thầy một tí không? Lấy điểm thầy mà. No one? Questions. Yeah. You say if there's a ghost come to our house, so it's gonna work on everybody in the house or just individual? Anyone. That's a beauty. You're going to run a loose tree. They come and they stay, they live there. Ông hỏi có người hỏi ông thèm giúp tôi mình hỏi thêm nữa. Hỏi vậy chứ ba nó tới rồi nó quấy rầy mình một người thôi hả? Nói nó quấy rầy bất cứ người nào ở trong nhà nó đều nếu nó đều quấy rầy hết. Nha. Yeah. Tôi quay nó người nhà tôi thành tôi đuổi nó được. She asked a question, is that our house, is that our family? I said, I looked at the ghost as my, as a demon as my own family, my relative. That's why I can't chase them away. I will not chase them away. Now I have people interested in the Dharma Master's problem. Yes. Hỏi đi. Kính thầy cô tất cả mọi người, cái lý do thứ nhất là không phải là mình tham ăn mà cũng không thể nào mình sẽ bao che cho người tham ăn, nhưng tại sao như ông nghĩ hỏi là mình không đuổi họ, coi như là như thầy trả lời thầy là mình không đuổi họ là mình sẽ bao che cho họ, nhưng không phải. Cái này là theo cô nghĩ thì tức là việc tiền kiếp của mình, nếu khi mình đã trồng cây không tốt thì cái hậu quả bây giờ cái cây ăn quả nó nở trái mình phải ăn. Do vậy đã là cái con ma nó đến quấy gia đình nhà mình thì chỉ có một biện pháp là nếu mà mình tu được tốt tâm tính thì sau này con ma tự nó sẽ chạy, mình cũng không che được nó, mình không để nó như rồi. She said that from her, in her humble opinion, she says that I added that, okay. I usually add things for my own editorial thing. In her opinion, she says that the reason the ghost comes to the house is because of prior conditions. Yeah, prior affinities, now it's coming to harass us. Okay, so you could turn it and look at it as a good thing because you undergo retribution and you make it eventually you pay it off. So what's the point in chasing it away? You don't buy that. No, I'll chase it. You see a text. This is why when I teach people skills in cultivation, I don't teach you how to use it because you don't know how to use it yet. You will abuse it. You have the power to do those things. You can chase those ghosts away. Okay? But you don't want to do that. Because it's not a good thing to do. It's not optimal. It's not optimal to chase them away. Yeah, they, but you know, sometimes there are circumstances where you. Thằng cái ông này tôi nói bởi vì lúc mà tôi dạy mấy người tu với tôi á, tôi dạy pháp cho tôi không dạy cái dụng. Tôi dạy cái chú nữa, tôi không cho dùng, tôi cấm dùng. When I teach people mantras, I tell them not to use it. I teach people mantras so that they use for themselves, never to use on anyone else. Tôi dạy chú là tôi không bao giờ
phần lớn mà tôi dạy học trò tôi dạy chú, bất cứ thần chú gì, bất cứ chú cái pháp gì, tôi nói là này là mình dùng cái phương tiện để mình tu thôi, cho mình không phải, chứ không nên dùng cái này. Tại quý vị muốn dùng cái này có cái trí huệ mới dùng được, dùng trật một cái là tai họa nó tới với mình, đỡ không nổi đâu. Ok. Yeah. Có nhiều người hỏi lắm nha. Dạ con, xin bày thầy, cái điều này con không phải là tu theo là chú hay là cái, nhưng mà riêng gia đình con thì con đã thấy có những cái này nó rất là đúng. Giống như con thì chỉ nói một câu là em con nó là lười, con chỉ bảo tay lười quá, mình tu, mình biết tu hay không biết tu, mình có tâm hay không có tâm. Nhưng mà nếu mình là một người còn đứng lên ngồi xuống được, mình không nên đứng trước mặt mọi người, mình chỉ lấy cái tay mình vái như này rồi mình đứng, mà người đằng sau người ta cúi lên cúi xuống, người ta lễ Phật mà mình đứng trước mặt người ta, đó là một cái điều không có lễ phép. Khi không có lễ phép thì mình sẽ gây nên cái tội oan gia. Nhưng mà như em cũng không chấp hành theo ý chị dạy, nên có một ngày vừa ở lễ Phật trong chùa mới đi ra đến cửa ngã một cái, giống như là cái này là con theo con thì con nói là ma, chính là ma nó đã ám ảnh, tức là mình không làm được đúng một cái lễ phép, một cái giống như là ý con thì con không hiểu gì nghĩa lắm, nhưng con chỉ biết là nói lại cho là có lễ phép mình, ví dụ mình đứng lễ đằng trước là Phật, đằng sau là bàn tổ, mà mình đứng trước trước kia mình lễ Phật, nhưng mà chính ra là mình quen ngược lại với bàn tổ, thì đấy cũng lại là một cái mình không lễ phép. Cho nên khi mình đứng ngồi tất cả những điều gì mình phải đều có lễ phép, thì mình sẽ có sự ủng hộ do cái tâm mình. Con không nghĩ là bảo là mình nhiễm là một đại bi quan thêm một tác, nhưng mà cái đầu con nghĩ chuyện khác, con nghĩ xấu thì con sẽ gặp xấu, nhưng con nghĩ tốt thì con sẽ gặp tốt. Tại vì theo ý con ấy, thì là mặt nước biển không bao giờ mà không có sóng. Thế nhưng mà khi mình biết Phật vọng thì không bao giờ mình nói là mình không vọng được, nhưng mình vọng tưởng tốt thì mình sẽ gặp nhiều tốt, mình vọng tưởng xấu thì mình trong khi mình niệm Phật mình sẽ gặp những cái xấu, đó là gọi là tâm ma nó lôi mình. Thế nên khi con nghĩ là con thì cũng gọi là tu chú, con cũng phải tu chú, con thì cũng chỉ là ví dụ nhiều quá, bệnh nhiều quá, nên con lúc nào mà cứ rảnh rỗi thì hoặc là du bế cháu thì du con đâu có thuộc gì đâu, nhưng mà chỉ đọc chú như là ngày hôm nay đi con thêm một lát nữa đi. Thế thì tự dưng các cháu rất là ngoan. Thế thì lúc có cái tâm con không hay thì có thể là cái tâm ma của mình tới làm cho các cháu cũng quấy rầy mình, mà mình cáu gắt nó là mình xả, thành ra các cháu cũng không được chỗ đó. Nên đây là theo ý tôi nghĩ không phải là con tâm niệm là giống như là mình đi chú để trừ ma, con chưa bao giờ suy nghĩ để là nên con bạch thầy là riêng ý con nó chỉ hiểu như giản như vậy để mà mình biết sao mình tu vậy. Nếu mà mình có tu có tâm thì tức là mình có niệm màu, mình tu mình không có tâm thì những cái niệm màu không tới với mình. Anh hiểu cả. What she just said is basically she's saying that it's not the Dharma, it's the mind of the person who uses the Dharma. If the mind is proper, then you get some good things happen. If you even, for example, when you cite the Buddha's name and your mind is improper and deviant, then bad things will happen to you. And that's the basis of that, of cultivation. Đó đúng. Từ cái tâm mình nhé. Tâm nó tạo ra cái cảnh. It's true because it's the mind that causes, that creates the state. Cái điều này.
she admits that she has this penchant for eating that she can't get rid of. So she might she welcomed the hard economic times because makes her reassess her priorities. Tôi cũng vậy. Anyone else? Tôi nói là chắc là thầy muốn để con ma nó để tự giúp dùng nó để mà thử thách thầy muốn đuổi. No, it's part of that. There's always that hidden agenda that you can always claim. Bây giờ mình có cái lời đó hết là mình dùng nó. Tại vì đối với tôi á, she has a very good point. Đối với tôi á, cái tu hành là phải khó khăn. Tu hành nó dễ quá thì đâu tu làm gì? Okay. Mình tới cái quả ta bà này để mình gặp khó khăn mình mới tu được. Quả ta bà này mà sướng mình tu được. Nó dễ quá mình tu. Nếu như mà nhập ưu, mình nghĩ rằng nhập ưu cần thoải mái, cần có in control, cái đó chưa phải tu. Cái đó là rất xa cái tu. Lúc mình mất thăng bằng, lúc mình in trouble. And you need to fight for your life, you fight for your stability. That's when you understand. That's when you make progress. Okay. Ngày hôm nay tôi sẽ cho quý vị, cho em sẽ sang sẻ quý vị một cái khía cạnh về cái tu hành đó. Và cái tu hành trong cái quả ta bà này đó, là mình phải thấy khổ, mình phải thấy khó khăn, mình tu mới được. Còn cái trong quả này thì vì thấy thoải mái, thấy cái gì nó cũng như mọi sự như ý, cái gì không đang tu tí nào, cái gì đang hưởng thụ. Good. If you are here in this Saha world and everything is as you wish, perfect, okay, as the way as you like it to be, then you are exhausting your blessings first. You're not creating new ones. Không tạo phước mới, mình đang xài phước. Người ta cần khó chừng nào mình cần cảm ơn chừng nào. Mới gọi là nhận. Nhận là cái gì? Mình nhận cái gì mình chịu không nổi mới gọi là nhận. Còn nếu mình nhận mình chịu được, đâu gọi là nhận đâu. Đó gọi là đồ chơi. When people are mean to you and unfair to you, that's when cultivation begins. And the question is, what if it's more like a handle? It's more than you can handle, then it's called patience. Patience by definition is to endure what cannot be endured. That's called patience. Okay, questions? The patience in the ways of that. Does that answer your question, Tex, or you still want to chase ghosts and demons away? Yeah, I still want to chase away. You see, ông này, cái ông da trắng này vẫn nhất định khăng khăng đuổi. And this is what is gonna stop you in your cultivation, by the way. You have to get rid of that thought. Oh, yeah. Thì nói ông ấy, nếu ông mình tiếp tục giữ cái tư tưởng đó, ông sẽ, cái tiến bộ ông sẽ bị chặn. Tại sao vậy? Why is that? Tại sao vậy? Tại sao bị chặn?
là nhờ vào sinh thầy. Có nghĩa là nếu mà ông cố tình đuổi thì có nghĩa là ông là người quá chấp, ông không, ông sẽ không tự đi vì chính ông ấy bao nhiêu bệnh tật mà ông mới vào đây có 8 tháng ông đã tiêu trừ bệnh tật, nhưng ông ấy vẫn chưa hiểu rằng đó là sự tu hành của mình nên ông vẫn còn quá chấp mà ông nghĩ. Too heavy attachment, she understands. Too many attachments. You are attaching to the marks. Okay? You still are keen on getting what you want. Having ways the way you want it. That's your attachment. You don't understand it yet. Okay? Cultivation is about staying the course in the midst of adversity, in the midst of not getting what you want. So Andy, it's not about being in control. It's about being out of control. It's more about that's right. Until you're out of control, you cannot let go. That's why you don't chase the course away. You just corner the condition. I let it happen. Okay. Thành cái tu phải hiểu như vậy. Cái tu là nói tiếng Anh xong thì tiếng Việt tôi quên, tôi nói gì các mấy người phải dịch cho tôi, chứ còn tôi nhớ mới nói vậy. Tại cái phần chỉ nói lúc đó thôi, chứ còn nói xong thì tôi quên. À, đại khái đó, nói là cái tu là cái ông này cũng còn chấp trước nhiều. Bác nói đúng, là còn chấp trước còn nặng quá này. Tại những người ta cái ông này cái học cái hiểu biết ông về Phật pháp còn nông cạn lắm. Tôi dạy võ thôi, chứ còn không chưa dạy ông cái Phật pháp nhiều. Phật pháp từ từng lâu mới nó thấm nhuần từ từ đó, mình mới thấy được cái chấp trước của mình. It takes a long time before the Mahayana principles, you know, soak in, seep in your system, and you begin to see the overall picture. For you right now, Mahayana is very useful because it helps you get what you want. Đối với ông này, ông bảo ông gặp Phật pháp của mình đó, là ông thấy tu cái pháp này bổ nhiên. Ông được cái mà quan trọng nhất của cuộc đời ông là cái sức khỏe ông. Không ai giúp ông được hết, Phật pháp giúp được. Ông chấp vào cái đó, ông qua Phật pháp vậy được. Gọi là quá cao, quá hay. Được, cái đó phải xả luôn. That attachment has to be let go even then. The advantage of Mahayana because it gets you, serves your purposes, you have to let go of that knowledge that taught you. Does it make sense to you, Tex? Yeah. This is not because this you don't understand this the what happened behind the scenes. This is your prior blessings, your blessings from reciting the Sangha mantra, your blessing from prior cultivation enable you to come to my Dharma, to this Dharma again, to be able to grow so quickly within the Dharma. Your rate of growth is amazing, much faster than mine. Okay, that's from your prior cultivation. It's not from because you know so you only have a partial view of the entire thing. You cannot attach it. You have to learn to let go. There's a lot more going on than you realize. Ông này cũng hiểu rằng là cái phước ông là tại vì ông đã từng trồng cái nhân đó từ lâu rồi, thành bây giờ ông được hưởng cái phước ngày hôm nay. Để ông chấp vào cái lời của cái phước. Okay. That's very common for Westerners. You see Mahayana as useful. Okay? It serves you, Randy. That's why you come. Okay? And you have to learn to let go of that to progress further. Okay? That's a common attachment of people in your life. Những người trình độ họ còn họ chưa hiểu, họ bị kẹt, đó là chuyện thông thường. Từ từ sẽ gỡ. This is why there's a lot more, many more layers, more different facets of the Dharma you realize. Okay. Each single facet brings on enormous advantages. A lot more than you realize. Okay. Mỗi cái khía cạnh của cái Phật pháp mình nó có cái lợi ích nó lớn lao không thể tưởng. Phải riêng khía cạnh bị bệnh tật không thôi, mà có nhiều khía cạnh khác nữa mà lớn lao không thể tưởng được. Mà chính vì mình xả cái chấp trước một khía cạnh này mấy khía cạnh đó mới lộ ra được. You need to let go the attachment of this one asset, this facet only. That's when
the benefits of the other facets can manifest and take root. Just let go. Okay? You don't get it yet, but eventually you will. So I'm still going back to Vicky. So why is that? Why is that? What was my question? Do you remember? My question to you directly, personally, you remember what the question was? Why I ask questions is there's a reason for it. No. When you listen to me, you have to learn to listen to the actual words when I direct them at you. Okay, because I don't remember anyone what they do exact words for. There is a reason for those to come out. Okay, so there's something there for you, but if you don't remember, you don't hear, you didn't hear, and then I forgot. Okay, tough luck. Tôi giảng, tôi hỏi thêm, tôi hỏi mọi người, tôi nói một câu, mọi người tôi nói từng tên, kêu tên mọi người đang nói cái lời chữ, cái lời tôi nói nó có ý nghĩa của nó. Thành ra tôi nhắc lại là phải khi mà nhớ đó, nhớ cái câu hỏi tôi để tại vì nó có cái ý nghĩa của nó. Tại tôi hỏi xong rồi tôi quên, tôi không nhớ gì, tại nó nhiều quá, nhiều nó già, nó lẩm cẩm, từng ngày càng lẩm cẩm. À, chỉ nhớ được một tí thôi. Ok, cho mình nghe cho kỹ. Tại nó có cái, nó có lý do. Ok. Okay, anything else? So it is true. You still see ghosts, you still see harassment. Okay. Cái người, cái gì còn thấy là còn ma, còn quỷ, còn có lời, còn có bị phiền não, còn đối với tôi thì cái chuyện nó tới được, nó không tới cũng chừng đó thôi. Okay. All right. Hey, 548. Hunters, người săn bắn tha hồ. They take pleasures in the chase, and killing fuels them with pride, even a sense of strength, and gives them tremendous joy. It's a mental kind of sickness, which I know about. Sorry, can I go back to that? To why we keep the goat base, and you mentioned about let go. There are two. You can let it go when you feel like eating. You can let go. Try to let go. That need of eating is one kind of let go. The other let go is you still eat it and getting food in the body. So they are the kind of let go, the let go of the results instead of a let go of the action. So you're talking about the let go of the. Mấy cái ông kỹ sư mà chế vậy sao? Nó chịu luôn. Tôi nói đấy, cái này quả ngân thích cái này lắm, sư cô thích cái này lắm, thiên liên thích cái này lắm. Nghe cho kỹ nè, lý luận ông như vậy, lý luận hay vậy sao? Tinh vi. Ông nói á, mình cho còn trở lại cái chuyện của mà tham ăn. Mình dùng nó cách nào? Mình dùng một cách mình xả cái gì? Mình xả cho hàng lúc mình đòi ăn, mình xả cái đồ ăn thì mình không thèm ăn nữa. Là một cách dùng của nó. Cách thứ nhì vậy, mà nó bắt mình đòi ăn, mình cứ ăn cho nó, ăn cho nứt xong đã, xong mình xả cái nứt của mình luôn. Sao quay chim mình nói? You can let go after let go of the result of being filled. They're two different things, right? So even you just feel guilty and bad about having indulged and succumbed to the ghost, fell prey to the ghost. Therefore, you let go of that attachment, right? That's okay too, right? Isn't that beautiful? That's what fat people say. That's what they do. Thì nó một phần á là mình thấy mình đòi ăn, mình xả cái đồ ăn, mình thèm ăn. Một cách
phương pháp khác đó, mình cứ ăn cho đã, ăn ngon đi xong sướng, xong sướng xong mình nhìn cái sướng mình xả sướng nó cũng vậy thôi. Tôi nói này, mấy người mập phù lù á là tại vì cái đó, cái lượng cái gì lớn lượng của mình mập phù lù đó. And you buy that? Which one do you prefer? Let me ask you point blank. Which one are you? Which one are you? I see the people that you know, they do the second one, they don't feel when they fact they say, well, I don't feel bad about it. So that's unbelievable. Yeah, it's a form of self-deceit. Okay. Anyone else? We don't come back to it. I'm sure there's more. I'm sure the text will ask, grab it again in the future from a different angle, hopefully. And, going back to that, the gap is that I used to hunt myself. So I know what this thing here, this stupidity thing about the pride of the power you have over someone else through a gun. Okay. And the strength you feel from taking another being's life and the joy from succeeding and being good at it. Okay. That pretty much sums up the mindset of the NRA people. Hồi trước tôi cũng đi săn, thích săn, cuối tuần đi săn. Săn là thấy mình sung sướng, tại mình cầm cái súng, mình có thấy cái sự mạnh của cái súng. Mình có cái sự hãnh diện là mình đang đi săn, mình đang rượt chúng săn. Rồi khi mình giết được chúng săn, mình thấy được sự thành công của mình, mình hay dễ sợ, mình bắn giỏi dễ sợ. Đó là cái bình. À, cái tụi sứ này, cái con nhóm mà nó rất mạnh, rất giàu đó, cái tụi bắn súng. Tụi dễ sợ. And the retribution, there's a price to pay for that, is a frightening insanity and disastrous fate. Cái quả là cái khổ kinh hãi điên cuồng và mất mạng. Basically, next life will probably go mad and have untimely death, they have accidental death. Đây là cái nhân mà mình trồng để trong tương lai mình gặp mấy cái hoàn tử đó. Mình mới giảng xong cái kinh dược sư là giảng cái hoàn tử đó. Hoàn tử là tại mình cái sân, cái sắc, cái nghiệp sát đó, nó tạo ra cái hoàn tử. Hoàn tử là mình chết bất đắc kỳ tử, chết yếu, chết trước số, chết trước mà. Cái đó là cái nghiệp sanh, nghiệp sát. Okay, any questions? So what do you do with your prior killing karmas? Killing karmas. Now you know how to cultivate. What do you do about those killing karmas? Thì làm sao né hả? Hay là làm gì? Câu hỏi là gì? Né cái quả hay là sao? She wants now that we cultivate. She wants to know a way to avoid repaying those retribution, undergoing retributions. Yeah. Yeah. Vì things, ta tạo mấy cái công đức chẳng như phóng sanh. Repentance, cam hối. Okay. What else? Con thấy cái này thì nó rất là rõ, tại vì mình đã gây nên một cái hậu quả thì cái quả đó mình có cắm muốn, mình có phóng sanh, mình làm gì nhưng nó chỉ là giả, mà nó không phải là mình không thể trốn tránh được. Con thấy con thì con thấy khi xưa còn nhỏ thích đi ở nhà quê đi bắt những con súc sanh nhỏ, giống như con chú chấu, con cào cào, con nhái, con ếch. Nhất là bắt được con nhái con ếch thì hay đẹp chân nó.
Nhưng hiện nay chính là hai cái chân của con là nếu như không biết sám hối, không biết phóng sanh, không biết làm những việc tốt thì chắc con cũng sẽ bị giống như là con ếch mà chỉ đẻ chân của nó mà chỉ ngồi như vậy. Hai cái chân con rất là đau, con tìm một phương pháp nào con nhất định không thể làm ngồi được. Bán thức giải ngồi chỉ được 5 phút hay 15 phút mà nghĩ là cố gắng nhưng mà không thể nào ngồi được bao nhiêu lâu. Nên con khi mà con ngồi kiếp già con phải niệm Phật, niệm Quan Âm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, con xoa hai cái đầu gối thì con sẽ ngồi được. Chừng nào mà con chỉ tắt không niệm thì con mới khỏi đau. À thì mới là xong là lại bắt đầu. Nếu mà bắt đầu không niệm là sẽ đau. Mỗi khi con sám hối thì con thấy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà con chỉ gọi là con trông cháu mà con chỉ bực với các cháu mình cũng nhấn được một cái thì mình chỉ quan hết một cái tức khắc toàn thân con đau luôn. Đấy là cái quả mà bây giờ con đang rất là nặng. Mới có thời gian từ 10 đến 8 đến 12 tuổi mình làm, đến bây giờ mới có 70 tuổi 65 tuổi mình đã chịu cái hậu quả đó. Nhưng mà con vẫn là con người đi đứng rất là đàng hoàng. Nhưng ngược lại thì hai cái đầu gối từ xuống đến bàn chân nghĩa là uốn như kim châm. Nhưng mà con nếu mà mọi người nhìn vào thì thấy con làm con nhiều rất. This is a blessing, finally. Cái nghiệp mình đang trả. Nhưng con thấy là cái gì biết đây là cái phước của bạn không? Thấy cái phước bạn không? Cái phước nghĩa là sao? Không khỏe. Hả? Dạ. Thấy được cái nhân quả mà tu đến đồ mà bây giờ mà có phước đồ mà để thấy được cái nhân quả và gắn điện cho bẻ chứ không ít cái chân của bạn thì bẻ không được cái phước tu như vậy mình mới thấy thành là phải hiểu là tu đức mình bị khó khăn khó khổ khổ đau khổ này là cái phước của mình chẳng phải sẽ hại hiểu chưa. Nếu mình không có cái phước không thấy được cái khổ của mình, cái khổ nó không cho mình thấy được cái chân lý. Nghe có hiểu không? Bác nghe có hiểu không? Hiểu cái phước chưa? Cái phước là cho mình thấy được cái chân lý, cái nhân quả, có nhân có cái quả. Mình mới tin được, mình mới chịu tu. Chứ còn mà mình cái người ta cứ đòi tu là tại sao thầy dạy tu con cách nào mà cái phương pháp tu mà không có gì, hiện con cái gì êm đẹp, không có gì xảy ra hết á, cũng bao nhiêu hiểu được cái gì hết á. Mình trước rồi mình ngu như củ khoai à. Ok. Hiểu không? Phải khó khăn. This is part of her blessing. It's a very funny story she has. She has when she was younger, she's in her 70s now. When she was younger, she used to go and catch frogs and then break the frog's legs. Okay? She loves doing that. Now after cultivating all these years now, and she realized that she can recite the Dabejo, and she does pretty well at that, but she cannot cross the leg. It hurts like hell. It's like a thousands of needles prickling her. She cannot possibly cross the leg, and she needs to repent. She needs to recite the Buddha's name. That's that she can last a bit longer. But eventually, she stopped reciting the Buddha's name, repenting, cause her repentances of shame. Then the pain came back and she had to give up. Again, I said, this is a beautiful story because it illustrates one thing that people don't realize. Okay. It's the nature of her blessing in that because of her blessings, in the blessing from her cultivation, the wisdom begins to unfold and we see a correlation between a cause and effect. Okay. And folks, this is when wisdom comes in. Cultivation is when you are in trouble. Things happen. Okay. They are not pleasant. Because when things are just smooth and as no problems, then you learn nothing at all. There's no need for you to change. No need for you to make adjustments at all. Cái tu khi mọi chuyện thì xong suốt mà tôi chạy hết đều là về hoàn toàn vẹn miễn người ta cung kính mình, người ta tử tế mình, người ta cúng dường cho mình, cái gì mình có là đều đầy đủ hết. Ok, thì mình không cần đổi, đúng không? Thành công đổi tụi đổi làm gì? Chứ lúc mình khổ sở, lúc mình bị dày vò, mình
bị nản như vậy, mình mới phải cần kiếm cách để mình thoát ra, mình mới tiến bộ. Ok, questions, comments. Ok, Five 49, let me go to it. In the past, this rich elder has one son. One day, the son climbs up a tree to pick up flowers for his own wife. He fell down and died. Rồi chưa có một cái người trưởng giả đó, giàu lắm, có một người con duy nhất, con trai duy nhất, người con trai cưới vợ. Xong rồi một ngày kia leo lên cây hái hoa để cho vợ, thì trượt chân té xuống chết. So this elder is very, very distraught and came to the Buddha and asked for some explanation, some help. Ông trưởng giả này đau khổ dễ sợ, tới gặp Phật, mới cầu Phật Thích Thế Tôn giảng cho hiểu, cái làm sao mà bớt cái khổ như vậy. So the Buddha explained, in the past, the boy used an arrow, was a boy who used an arrow to shoot a sparrow. Thì trong quá khứ, Phật giảng là trong quá khứ có một đứa con nít, nó dùng cái mũi tên đó, nó bắn mấy con chim sẻ. Accompanying him was three people who rejoiced with the hunt. Đi theo với ba người, đi theo đứa con nít đó có ba người lớn thích thú cái chuyện là đứa con nít nó săn bắn như vậy. So the child now became his son, and then the three companions are the parents and his wife. Thì bây giờ cái người đứa trẻ em mà bắn mấy con chim sẻ đó hóa thân làm người con trai mà rất cây té cây chết. Còn cái ba người kia bây giờ là làm cha mẹ với người vợ. All the karmas you create with others will pull you back together to undergo the retribution. Những cái nghiệp mà mình tạo ra với những người xung quanh mình á, là tạo cái nhân cho mình để trong tương lai mình trở lại để mình trả cái nghiệp đó. Ví dụ, for example, we planted the good seeds together. Chúng mình trong quá khứ đã trồng cái nhân, đã cùng tu với nhau. Ngày hôm nay mình tới mình tu Phật pháp lại với nhau, rồi nhân tốt. So for example, in the past we planted the seeds to cultivate Mahayana together. So today we got together and investigate Mahayana again. That's not from, it's not a casual thing. It takes a lot of seeds for that to happen. Okay. And more retributions. Those who rebel against the parents, người phản nghịch cha mẹ. The principle of human filiality is the number one law of nature. When you disobey this law of the heavens, you will incur retribution. You will be put to death by heaven and earth. Cái hiếu thảo là cái định luật quan trọng của vũ trụ. Mà nếu như mình phản nghịch lại cha mẹ thì mình phản lại cái nghịch của phản nghịch lại cái luật của trời đất. Mà phản nghịch như vậy sẽ bị trời đất trừng phạt và giết chết. Ok. Those who set fire to mountains, forests, những người thiêu đốt núi rừng, killing a lot of beings and destroy the country's natural resources in retribution of suicide in the midst of insanity. Những người mà chuyên muốn đốt rừng thì giết rất nhiều chúng sanh, cũng phá hại những cái tài sản của đất nước, thành ra cái quả là sẽ tự tư vấn trong lúc điên cuồng. Okay. 551. To malicious parents or step-parents, he speaks of the retribution of being flogged in future lives. To those who net and trap young animals, he speaks of the retribution of the separation of flesh from bone. To those who slander the triple jewel, he speaks of the retribution of being blind, deaf, or mute. To those who slight the Dharma and regard the teachings with arrogance, he speaks of being in an evil path forever.
To those who recklessly use the things of the permanent dwelling, he speaks of a retribution of evolving in the hells of myriads of helpers. To those who defile the pure conduct of others and purposely slander the Sangha, he speaks of an eternity in the animal realm. To those who scold, burn, behead, cut, or otherwise harm animals, he speaks of repayment in kind. 若欲前后父母恶毒者，说反身鞭打信受报；若欲亡不生离身处者，说骨肉分离报；若欲毁谤三宝者，说盲聋暗哑报；若欲侵法慢教者，说永处恶道报；若欲破用常住者，说易劫轮回地狱报；若欲污犯无僧者，说永在畜生道；若欲汤火斩折伤者， 说轮回抵偿报。Gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ác độc thì nói về quả báo trở lại gây ra voi roi vọt và phải chịu lấy ngay trong đời sau. Gặp người lưới bắt chim non thì nói về quả báo cốt nhục phân ly. Gặp người bị bán tam bảo thì nói về quả báo mù điếc câm ngọng. Gặp người khinh pháp mạng giáo thì nói về quả báo vĩnh trụ ác đạo. Gặp người phá tán lạm dụng của thường trú thì nói về quả báo ức kiếp luân hồi địa ngục. Gặp người làm bẩn phận phạn hạnh vu khống tăng ni thì nói về quả báo vĩnh trụ súc sinh đạo. Gặp người sát hại sinh vật bằng nước sôi, bằng lửa, bằng sự chém chặt thì nói về quả báo luân hồi đền mạng lẫn nhau. Cha mẹ ghẻ, the step parents. Confucius has a disciple called Min Zhu Jian. Ông Cổng Tử có một người đệ tử tên là Mẫn Tử Khiên. Mẫn Tử Khiên á có mẹ ghẻ. He has a stepmother. His father's wife, his birth mother died, so the father got a stepmother, younger stepmother. Người mẹ đẻ ông ấy, thì chết rồi, thành ra ông cha mới cưới bà vợ khác, bà vợ khác đẻ cho ông một cái mụn con. So the new wife gave him a son, and she favors the son over Min Zhu Jian. Thì ông thì bà mẹ ghẻ mới là cưng con mà ngược đãi Mẫn Tử Khiên. In the winter, she would give her son a warm clothing, winter clothing, and made and forced Min Zhu Jian to wear clothing that is not good enough. So he's constantly endures the cold. Thành trong mùa đông á, bên tàu mùa đông lạnh lắm. Thành ra mùa đông bà mẹ ghẻ cho người con mình mặc áo đồn bông, thành ấm lắm. Còn Mẫn Tư Khiên thì cho mặc áo đồn cỏ. Cái cỏ nó làm mình lạnh dễ sợ. Thế ông Mẫn Tư Khiên khi nào cũng lạnh. And one day his father asked him to drive the chariot for him. Một ngày kia ông cha Mẫn Tư Khiên mới sai ông Mẫn Tư Khiên là lái xe để chở ông đi. So because he was so cold out there, especially with the wind chill and everything. Lúc mà lái xe như vậy thì đã lạnh rồi còn bị gió nữa. Tôi gọi là what's wind chill in Vietnamese? Lúc mà đi á, có tốc độ thì nó còn lạnh hơn thường lệ nữa. Lạnh quá thì ông run làm rớt cái roi. So he was his hands were frozen, he was so cold, and he shook, and then he dropped his whip, the horse whip. The father got angry and took the whip and whipped him. And by whipping him, his winter coat was torn and showed that it's filled with grass. Thành run quá thì ông làm rớt cái roi thúc ngựa. Thành ông bố giận quá, nói trời mày lâu tao mới sai mày làm một tí mà làm cũng không xong nữa. Thành lấy cái roi quất một cái thì cái roi làm rách cái áo ông Mẫn Tử Khiên, rách cái áo mới lòi ra cái áo làm bằng cỏ. Ông dám hiểu, té ra là thằng con mình nó lạnh, xót xa thằng con mình nó lạnh.
con trưởng tử mình nó lành, tại vì bị mẹ nó ngược đãi. So the father realized that his eldest son has been abused by his wife, his stepmother. So he became repentful, remorseful, and he's very upset. And he said, "I'm going home right now, and I'm gonna send her packing with her bag. I'm divorcing her. I don't want her as a wife anymore." Thì ông bố cũng giận lắm, ông nói tôi sẽ về nhà, tôi sẽ đuổi bà đi. Đi gì bà, cũng cho bà sống trong nhà. Thành ông bận từ khi quỳ xuống nói là thưa cha, một người mẹ còn ở đây thì có 10 con, có mặc áo mỏng thôi. Còn nếu như một người mẹ mà bỏ đi, hai người con sẽ mặc áo mỏng. Tại người con kia sẽ gặp mẹ ghẻ khác. Thấy cái huệ nó dễ sợ, cái ý nghĩa như vậy đó. Với trẻ mình là thấy đã có như thế rồi. So Min Tzu Chien knelt in front of his father and said, "Dad, please don't do that, because when the mother is here, only one son has inadequate winter clothing. But when she's gone, two sons will then have inadequate winter clothing." So at a very young age, this disciple of Confucius is so wise already. He's basically telling his father that, okay, so you chase her away. Then in the future, you bring in another mother-in-law for the two of us. And the two of us, then you have two sons who have to endure the mother-in-law kind of conditions. Không biết cái đời cái vì sao, chứ còn cái đời tôi mà thế hệ tôi mà bên từ sống trên Việt Nam tôi thấy cảnh cha mẹ ghẻ rồi nó thông thường dễ sợ, không biết thể buổi cái vì sao. In my generation I see that happen a lot, like the stepfather and stepmother mistreating their children, very common in my generation. I don't see it happening here anymore, that same kind of mistreatment. I only see the sexual abuse. Thành ra cái thời buổi này ở đây ấy, thì mình không có cái cảnh mà chuyện cha ghẻ mẹ ghẻ nó không còn nữa. Điều ngược lại có cái cảnh mà người cha đi làm bậy với người con gái ghẻ nhiều. So same problem, just changes. Faces a little bit. Okay. Retribution, blocking the future lives. Quả là gì? Bị gây, bị roi vọt trong tương lai. Ngay cái đời sau sẽ quả đó nó nặng. Nặng có nghĩa là kiếp sau sẽ trả. Nếu không trả kiếp này thì kiếp sau sẽ trả. Okay, any questions? Separation from flesh from bone. Quá khổ, khúc nhục, phân ly. It's from those people who trap animals, especially young ones. Flesh from bone refers to one's family. The family dispersed. You are separated from the loved ones. Cái quả này là có những người mà chuyên môn đi bắt mấy con thú, mấy thú trẻ đó. Nhất là bắt nó, đẩy nó xong rồi giết nó. Cái quả nó là quả sau này trong tương lai, những người trong thân nhân của mình đi xa những người thân nhân mình, người mình thương. Okay. Có một câu chuyện là hồi xưa có một người kia ta chuyên môn bẫy mấy con chim để sinh sống bằng nghề bẫy chim. Một ngày kia có một chim sẻ nó đậu trên cây ấy. Để nghỉ trong lúc mà họ bay, chim nó bay về trong mùa đông, nó bay về phía nam để ấm hơn. Thì người đàn ông này mới lấy cái cành cây leo lên, chụp lấy cành cây leo lên cây rồi để mà bắt mấy chim. Thì cái cành cây nó bị gãy, cái người săn chim này bẫy chim này rớt xuống và cái cây mà ông đang cầm đó đâm qua cái đầu ông. Làm đâm qua cái óc của ông, thành ông chảy máu từ từ mà ông chết.
Đó là cái kết quả của chồng của bảy chúng sanh. So this is a well-known story in the Hinayana scriptures, where the man is a trapper of birds, and he tried to trap some sparrows who were resting on a branch while on the winter trek, and the branch broke, and then the pole he used to try to get at the sparrows and the birds pierced his own brains when as he fell down. And he slowly bled to death. Okay. 556, 556. Blind, deaf and mute. Tại sao có cái quả là mù điếc câm ngọc? Đó là tại vì mình đã từng tỷ bán tam bảo. That's from that the retribution for having slandered the triple jewel. For that, you fall into the hell for countless scalpers. Cái quả là gì? Mình sẽ đọa vào địa ngục và vô tận kiếp. Then you become an animal and then you obtain human birth. And when you become in the human realm, you are born to poor and impoverished families and or as mute or blind people. Cái quả là gì? Mình sẽ rớt. Cái quả mà khi bán tam bảo, mình sẽ đọa địa ngục. Cho đời đời kiếp. Sau khi mình thoát được, trả xong cái quả địa ngục rồi thì mình vào làm cầm thú. Rồi khi mình đạt vào được cái quả người đó, mình sẽ vào cái dòng hèn hạ, nghèo cùng, và có thể là bị mù điếc câm ngọc. The Buddha is like the physician king. The Dharma is like a good medicine, and the Sangha is like physician. Phật là giống như là y vương. Không có cái bệnh gì mà Phật không chữa được hết. Thì đó cái pháp là giống như là cái thiền dược là có thể chữa tất cả đau bệnh. Cái người tăng á, tăng đoàn là giống như người lương y vậy, có thể nhìn bệnh nhân và chọn cái loại bệnh, cái pháp gì để mà trị cái bệnh đấy. So when you slander the triple jewel, khi mình kiếm thị bán tam bảo, then you have absolutely have no faith, mình không có tín rồi. Therefore why do you need eyes? Như vậy thì cần mắt làm gì? Bởi vì mình mới sinh làm mù như vậy. Because you might as well you become blind because you cannot see the triple jewel. You have eyes and you can't see the triple jewel. Tại kiếp trước mình khi mà có mắt mình không thấy được cái tam bảo, mình dám phỉ bán tam bảo, thành mình phải chịu cái không có cái cơ hội để nhìn thấy tam bảo. Or you become deaf so that you can't hear the triple jewel name. Hoặc là mình bị điếc để mình không có cái cơ hội để nghe được cái tên của tam bảo, cái danh hiệu của tam bảo, nghe được tới tam bảo. Or you become mute, hoặc là bị ngọng, bị câm, tại vì mình còn cơ hội để mà mình tán thán tam bảo và công đức. Because you can no longer praise the triple jewel virtue that's even worse than death. Là như vậy, sống như vậy còn khổ hơn là chết. Those who slide the Dharma regard the teaching is arrogance. Người khinh ngạo giáo pháp. Without the teachings, what can save you from following the evil path? Nếu không có giáo pháp thì làm sao có phương pháp gì mà giúp quý vị không đọa vào ác thú bây giờ? Có pháp duy nhất mà giúp quý vị được đó, không có pháp nào khác. Có Phật pháp giúp được quý vị. Only Mahayana will enable you to avoid falling into the three evil paths. All the other Dharma cannot prevent you from that kind of fall. And so instead of regarding the Dharma master as a good know advisor, you and show veneration, respect, and regard him as a Buddha sometimes, they are arrogant, these people are arrogant. Thay vì mình nhìn mấy ba người giảng pháp giống như là thiện tri thức của mình, mình bày tỏ sự kính mến, sự kính trọng,
và coi những người đó như là Phật sống nha. Thì ngược lại những người này, hàng người này là họ muốn như ngạo mạn người đó. Such Dharma master who propagate teachings, even the Buddha stays in the world, speak on merit virtues for one kalpa, he cannot even finish. Những cái người mà thầy mà giảng pháp cho quý vị đó, nếu mình bị nghe những người ta giảng pháp như vậy, ngay Phật ở đây còn tại thế này mà nói về cái công đức của người giảng pháp đó, pháp sư đó, một kiếp nói không hết được cái công đức. The sliders will fall into the evil path and undergo countless sufferings. Những người mà khinh mạng đó sẽ đọa vào tam ác thú và sẽ chịu khổ cực cùng khổ. And for them to hope to get a human body is like a blind turtle surfacing onto a hole of a floating piece of wood. This is a very famous Buddhist analogy. Cái này là cái dụ mà bên Phật pháp rất nổi tiếng, là nói rằng là những người mà khinh thường mấy cái pháp sư đó thì trong tương lai họ sẽ đọa vào tam ác thú và sẽ chịu cực cùng khổ. Và khi mà muốn cái cơ hội mà được một cái thân người đó, là giống như cái này là cái dụ rất nổi tiếng bên Phật pháp, là giống như là cái con manh quy tỷ phu mộc khổng. Sư cô biết nghĩa là gì không? Mù. Nghe sao? Đang nó mới nổi lên lần. So it's a blind tortoise who's 100 years in surface once, 100 years. And in 100, you know, yeah, and that if it, that time he surfaces on a blind tortoise and his head would go poke through a plank of wood that has a hole in it so that he can see the air from the surface. Is that difficult? Khó nó đồ mà giống như con ruồi nó bị mù đó. 100 năm nó nổi lên mặt nước một lần. Mà mỗi lần nó nổi lên như vậy, nó nổi lên, nó đùng cái gỗ trong cái lỗ, có cái lỗ để cái đầu nó thủng qua cái lỗ nó thở được. Nó khó độ như vậy. Ok. I can't help but relate to you the story because tôi phải share cái chuyện này. Tôi thấy cái người tôi tủm tỉm hoài, tại vì cái đời người nó nhiều khi nó vô một cách kỳ lạ. Because people can be so ignorant. I remember this group of people who come here to get healing here on the weekend. Cái nhóm người mà tới đây để được chữa bệnh đó. Okay. They come here in the block. The people's egress. Okay. Tới đây đổ xe là trong cái khoảng cái bãi đổ xe nào nó đổ loạn thành cầu hết, mình đi vô đi ra không được. Okay. The shows what? Lack of respect for us cultivators. Đó là gì? Nó phạm, nó thấy cái là cái thiếu sự kính trọng của những người đang tu hành. Tới chỗ tu hành và đem cái náo loạn tới chỗ tu hành, không biết trọng người tu hành là gì. And then not only that, okay, not only that, they came here because as a favor from us to them. Họ không biết rằng, họ quên rằng, họ tới đây mà không làm ơn cho mình nhé, mình làm ơn cho họ nhé. Because we are deep down, we are Dharma people, we're not healers. Okay. I do not want to be known as a healer. I want people to come to me for Dharma, not because they want me to heal. Cá nhân tôi á, tôi muốn người ta biết tôi là người chữa bệnh. Tôi muốn người ta biết tới tôi để cầu cái pháp, tôi giảng pháp cho mọi người nghe. Chứ đừng tới cầu chữa bệnh, muốn thích chuyện. Tôi không phải thầy chữa bệnh. Okay. Anh khi họ tới cái chùa này, mình tới cho cái cơ hội cái chỗ để hoạt động cái chữa bệnh đó, mình làm ơn người ta. Okay. So what happens when they come here to do the healing group, it's a good thing to do. It's
it's we're doing them a favor. Okay. So instead of being grateful and respectful, thành cái thái độ thấy mình tức cười lắm, tại mình thấy cái thái độ thay vì họ cung kính hoặc là họ phải biết cảm ơn thì họ thiếu sự kính trọng, tôi thấy tức cười. I saw some people who looked at me as if, you know, with the kind of lack of respect, which is really amazing. Okay, so it shows total lack of understanding of where they are. Okay. Thấy những người mà có nhìn tôi với cái con mắt có vẻ khinh thường, giống như là họ đã ơn tôi để tới cái chùa này vậy á, thì mình thấy mình tức cười, tại vì thấy rõ ràng người ta thiếu sự sáng suốt, thiếu sự hiểu biết, lớn rồi còn thiếu hiểu biết. Ok, đáng tiếc. Ok. Mình thấy thôi, có gì thấy, cảm gì đâu. So she asked me, so when you realize people are inadequately respectful towards you, how do you feel? I said, I don't feel anything. I just noticed, that's all. Nothing to feel. Không có gì mà thấy, không có gì mà cảm tưởng nhé. Người ta như vậy là chuyện người ta, đâu phải chuyện của tôi đâu. Okay. So I said, nothing to feel because it's this person's problem, not mine. I'm not the one who creating offenses. Tôi đâu phải người tạo nghiệp đâu. Thì cái bảo này đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Họ tới đây, họ chữa bệnh, họ tưởng họ chữa bệnh hả? Họ đang tạo nghiệp. Dễ là kinh hoàng như vậy, mình biết sao mà giảng nghĩa cho người ta. Ta đâu có hỏi, mình đâu có quyền hỏi, mình đâu có quyền giảng đâu. Thì vì thấy cái gạt thì dễ sợ. Mình thấy người ta đang tạo nghiệp, mình dám làm chứ, tại mình đâu có đủ tư cách để mình nói cho người ta biết đâu. Mình đâu nghĩ mình có đủ tư cách mà nói người ta. Nó đâu có hỏi pháp, nó đâu có quyền hỏi, đâu có quyền giảng. So, để tôi giảng tiếng Anh cho họ nghe. Cái chuyện đó nó quan trọng. Because for you, you need to understand this. Because they came here to get healed, to get help with the sicknesses. So they get some temporary help, temporarily. Okay. But in contrast, in parallel, they're creating offenses. They're even worse than the kind of help they're getting from coming to the temple. And it's a big problem to me because I see that happening, but there's nothing I can do about it. Why is that? Because if they don't ask me for instruction, they don't ask me to explain, I have no right to explain enough. I just have to watch it happen. Yeah, okay. All right. Con thấy thầy nói câu này thì con thấy thầy cái cứ mở rộng lòng từ bi, tự dưng người ta sẽ nhìn thấy con về đây có hoàn toàn là con cũng biết cho một đứa cháu của con. Nhưng khi con mới về thì con cũng thấy người ta nhìn con với con mắt giống như là con chỉ là con kiến ở dưới, người ta có thể dẫm lên trên. Nhưng đến tận lúc bảo thì tự dưng cái người mà nhìn con như con kiến thì lại có một người khác nhìn lại vào đó và nói câu sao chị nói và làm cái này động đó không tài. Em thấy bà là người tu rất là xứng đáng mình phải học. Đó là có thấy mình chỉ cần mở rộng cái lòng từ bi thì tự dưng họ một ngày nào những người mà họ làm những cái điều mà quá đáng không với không phù hợp với Phật pháp, tự dưng sẽ có những người rồi họ người nọ giống như người kia. Nên chính cấu mắt con ngay hôm phai đèn tai con nghe thấy một người bà này đối với con là con kiến, bà muốn dẫn lên đầu con, nhưng tự dưng có một cái người khác bên cạnh nữa. Chị sao chị nói những câu như vậy, chị làm cái điều như vậy làm sao? Bà ấy là một người rất là xứng đáng, mình cần phải học, mình cần tu hành,
người ta cầm tụng kinh rất là ngay ngắn mà chỉ nói bà đó, bà kia tự dưng bỏ rời hẳn chỗ con bà đi ra. Nhưng con thấy rằng người này không hiểu, nhưng là nếu mình mở rộng lòng của mình sẽ có người khác sẽ chứng minh lòng tu hành của mình trong cái chùa này. She says that her own experience has been that she go to the temple to participate in one week recitation. And at first people look at her and slide at her because she's a newcomer. And over time, people warmed up to her. And then even like when someone tried to slide her, another person would come to her rescue and say, yeah, you don't do it like this. She's looks okay to me. She has a, you know, she's doing it right, walks right, upright and all those things. Chùa nào vậy? Dạ chùa Minh Hoàng. Chùa này đó hả? Người chữa bệnh mà. Chính con về đây cũng phải một tuần. Tuần hôm qua hai đề là tuần chú chó. Mà người ta đối xử hai con rất đúng. Con nghĩ là thầy cũng mình cứ mở rộng lòng tự nhiên là một ông thầy thì không ai. Trước sau cũng sẽ người có người biết. Biết là họ sao. Không, bác hiểu lầm rồi. Cái này là bác còn chưa hiểu. Không có gì mà từ bi hết á. Không cần từ, không cần bi. Không, mình chỉ nói cho nó biết rồi. Nói cho biết rồi là tại vì cái đó là tại vì nó từ lâu rồi, chứ không phải từ bây giờ đâu. À, là họ tại vì cái họ tu, họ có một cái công phu rồi. Thì cái kẹt của họ nó lộ ra như vậy. Cái kẹt của người mà có công phu, như tôi nói ngày hôm qua, tôi kể về chuyện ông Viên Giác đó. Ông thầy, ông sư huynh tôi đó. Cũng vặn thành gốc, vặn thành ra. Cái kẹt ông đó nó đem tới những cái tai hại như vậy. Cũng nhiều. Họ có công phu, họ có lý do, họ ngạo là đúng. Tại vì họ giỏi. Nên phải tại vì cái ngạo đó họ cũng thấy được cái người hơn người ta. Thành là họ xúc phạm người ta mà không biết. Mấy cái tội xúc phạm đó nặng dễ sợ. Thành ra cái đó là cái nghiệp người ta, cái đó là cái kẹt người ta. Không có gì mình làm được hết. Không phải mình thì gặp người khác thôi. Không có gì gọi là không có gì mà đáng mà cần chú ý hết. Ok, mình thấy nó mình cứ cười xong mình lái đi thôi, mình bỏ đi thôi. Cái gì đó, cái gì xứng đáng gì? Đấy không? Gió thoảng qua lỗ tai mà cái gì đó. So I said yesterday I talked about my elder Dharma brother who has stuck because these people have so much skill. So they're self confident. Watch out, text. Kung Fu brings about self-confidence, and with that, okay, they're righteous. They're justified being self-confident. What happens though that if they don't outgrow their self-confidence, they create offenses against the people who are higher than them. Mm-hmm. That's when they create offenses, serious offenses. That's where cultivation can hurt. Okay. Okay. Thì cái đó là cái nói về cái kẹt tu đó, không phải tôi nói chẳng hạn về cá nhân bác chẳng hạn, bác mà có một tí công phu mà bác vẫn chưa hiểu cách dùng công phu thì bác lộ công phu đó ra, đó là cá nhân người đó nha. Okay, I'm telling her that she has a little bit of kung fu and she doesn't know how to use it yet, so she it manifests. So my prerogative when I teach you Kung Fu is that whatever you have, you hide it. You don't want to reveal it. Okay. Tôi dạy học trò tôi á, con Kung Fu là phải giấu. Không có lộ ra. Ví dụ, tôi nói chuyện việc nghe chuyện tôi cười lắm. Mấy cái này, mấy cái nhẹ nhẹ quý vị thấy là cái chuyện nó thông thường quý vị được. Mày, ông sư huynh tôi, ông Viên Giác á, cũng gốc Phạm Thành ra đó. Thì biết ông Viên Giác không? Ai nghe nói ông Viên Giác không? Cũng vào ông Thành ra, sư huynh của tôi cũng xuất gia dưới ông Tiên Hóa. Nhiều dân gia có nhiều chuyện vui lắm, cũng phải cái chuyện ông là dài dòng văn thư dễ sợ, tràn gian đại kể không hết, cái cảnh giới nó vui dễ sợ. Nửa kia tụi tôi á, tại ông có tí công phu như bác, trình độ ông bằng bác. Ok, thì bữa kia tụi tôi tới thăm hòa thượng cái chùa lần gần đây này, hòa thượng ông bị bệnh đó, sức khỏe đó. Okay. Thì bữa kia, so my elder brother, myself, we went to pay a visit to a Hoshan, Vietnamese Hoshan, who's very sick. His temple is very close by, huge temple, very rich.
cái chùa ông Phước Huệ Đạo Tràng lớn, quý vị biết mà. Ai nghe nói Phước Huệ Đạo Tràng đó? Lớn lắm á, giàu lắm á. À, cái cửa nó đóng suốt ngày, 7 ngày trên 7 đóng cửa, không cho người vào. Hả? Đi rồi hả? À, so this temple here, he doesn't function anymore. He's just waiting to die. Okay, so he closed his temple and sees no one. So one day we stopped by because Venerable Vinyak knows about him. They met before. So he brought me over to pay him a visit. Thì bữa kia thầy Vinyak đã biết ông Phước Huệ gặp lâu rồi. Thành ra biết quen nhau lâu rồi. Thành ông rủ tôi tới đó thăm hòa thượng một tí. Thì tới thăm một cái thì tức cười lắm. Tới thăm một cái là when we drove through the front gate, the locked front gate, I was wearing a sash. Okay. And that day, somehow I was wearing a sash and very adorned. Whereas my Dharma brother, he doesn't wear fast and you wear even inner clothing. Bữa đó, ông á, viên ác này á, là ông không đắp y nữa, ông không mặc cái loại áo thường bên Đài Loan, mặc áo dài trong á, gọi là trung san á. Okay, không phải là áo tràng nữa, áo ông ở giữa, cắt ở giữa thôi. Ông xe như vậy, ông vào một cái. Thì biết là cái ông hòa thượng này là ông bình dễ sợ, hồi đó ông còn bình dễ sợ. So what happened is that this Hoshan here used to be very sick. He's very, very weak. So this is to illustrate the people who don't know how to use the kung fu. And ông gặp một cái rồi, ông gặp ông hòa thượng, ông gặp viên giáp một cái là ông quýu, ông nể viên giáp dễ sợ. Okay. So the moment that the Hoshan saw Venerable Vinyak, he became very respectful because he showed his kung fu. When you show your strength to a weak person, the person becomes careful and pay attention to you. Whereas he totally ignored me. Ngược lại, tôi là mặt sáng, mặt là có đóng vỏ, đóng bộ, mình la, mình dưng như thầy tu đàng hoàng, người xuất gia đàng hoàng. Ông thấy ông làm lơ mình, như mình cũng có ở đó luôn nha. Okay? Xong mình ngồi nói chuyện. And then we sat down, the three of us, and started talking. We talked about how to build a temple, get permit, all the things. And ngồi nói chuyện. Thì kể là mới hỏi hòa thượng là thời hòa thượng xây cái chùa ra sao, xin mấy cái permit license khó khăn như sợ, ông kể hết. Thế xong rồi nghĩ nói chuyện thì từ từ cái bỗng nhiên quay ông đấy, ủa sao ông này bắt đầu chú ý mình, à tại mình chú ý mình tại cái lời cái pháp mình nói thôi, chứ không phải là phải cái sức mình lộ ra, cái lời cái chân lý mình nói ra. Okay, so he started paying attention to me, become respectful to me personally. More than being that, because of my kung fu, because of the principles I was using when I spoke to him. At the end, when we stood up and left, lúc mà xong rồi đứng dậy, từ giả hòa thượng nói chuyện hơn nửa tiếng hồ, thăm hòa thượng hơn nửa tiếng hồ đứng dậy, hòa thượng chắp tay bái tôi, còn viên giác này, tôi còn về. So when by the time we left, after an hour speaking to him, he stood up and bowed to me personally. A Hoshan bowing to a small like monk like myself. He said, to show his respect. Okay, this is why he's a Hoshan and I'm a small time monk. Hòa thượng cái cách cư xử người ta như vậy, mình là tiểu tăng mình hiểu được cái đó, hòa thượng ta hiểu được cái đó, tôi mãi. Còn as to being that, he said, okay, we'll see you next time, okay? Okay. Có sức là phải biết giấu.